Lộ ảnh Trường Giang cười tươi rói sau scandal bị tố phụ tình nam em vào Quế Vân. Có vẻ như nam danh hài quyết bơ đẹp mọi việc và chỉ chăm chú chạy show. Sau khi bị nam em Quế Vân tố về chuyện tình cảm, Trường Giang vẫn im hơi lặng tiếng trước dư luận và không hề có ý kiến lên tiếng giải thích. Thay vào đó, Trường Giang vẫn tiếp tục chạy show mà không mảy may đến scandal. Mới đây, khi xuất hiện tại điểm quay của một chương trình, các fan vô tình chụp được khoảnh khắc Trường Giang nở nụ cười khá tươi. Trước thời điểm bị nam em vạch mặt, Nhã Phương, Trường Giang đều đang đi diễn tại Mỹ. Khi về nước, cô chỉ đi một mình và bịt khẩu trang kín mít. Thêm việc Trường Giang cũng đã về nước quay show, nhiều người cho rằng Nhã Phương và nam danh hài đã gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và tách nhau ra. Trường Giang vẫn đi quay bình thường và không thấy có dấu hiệu muốn lên tiếng về scandal của mình. Lúc ra về còn nở nụ cười rất tươi với fan hâm mộ. Trước đó khi quay với Harry Won, Trường Giang lộ dấu hiệu mệt mỏi. Danh hài vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Gặp Trường Giang sau scandal với nam em, Đàm Vĩnh Hưng hài hước, tình yêu không có lỗi. Đây là lần hiếm hoi mọi người thấy Trường Giang xuất hiện tươi tắn sau ồn ào tình cảm trong thời gian qua. Tối 24 tháng 3 trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải hình ảnh mình gặp Trường Giang tại sân bay. Đi cùng đó anh còn chia sẻ dòng trạng thái khá hài hước. Cụ thể, ông Hoàng Nhật Việt viết, sáng nay ra sân bay, gặp lại chàng trai năm ấy. Nam nghệ sĩ yêu hoa đào nhất Việt Nam, thương gì đâu, nó chỉ ngồi im lặng cười và lắc đầu, mặc cho nguyên bày trợ lý của tôi chọc ghẹo sâu xé. Nó hẹn tôi, đi xem tôi hát tối mai, nhất định anh sẽ hát tặng em ca khúc Xin lỗi tình yêu và tình yêu không có lỗi, ok. Sau chuyện lùm xùm tình cảm với nam em vài ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng ẩn ý cho rằng Trường Giang chính là nghệ sĩ đào hoa nhất Việt Nam. Không chỉ giữ im lặng trước mọi chuyện, Trường Giang cũng không phản hồi khi bị những người xung quanh chọc ghẹo. Có thể thấy, đứng trước scandal tình cảm, Trường Giang vẫn giữ được thần sắc tươi tắn. Thời gian gần đây, khán giả khắp nơi xôn xao về sự việc Trường Giang nam em. Theo đó, cô bất ngờ nhắc đến nam diễn viên hài trong chuyện tình cảm như sau. Tôi là người sống thật, thú thật anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Ai cũng có một trái tim. Nếu là đàn ông, đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương. Nhưng đây tôi cũng muốn gửi đến ai đó. Nếu ai đó vô tình đọc được thì xin đừng làm người khác tổn thương. Nam em thừa nhận cô và nam diễn viên hài đã hẹn hò được 30 ngày. Dù cho lúc đó Trường Giang vẫn còn mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương, cô đã kể rất nhiều tình tiết, cử chỉ mà mười khó dành cho mình trong lúc cả hai thân mật. Sau khi công khai mối quan hệ này, nam em đã gặp phải rất nhiều gạch đá. Hầu hết mọi người chỉ trích vì sao cô lại xen vào tình cảm của người khác, trong khi cô thừa biết anh đã có người yêu. Giữa tin đồn tự tử, lộ ảnh nam em trong bệnh viện, Hoa Khôi nam em đã phải nhập viện truyền nước vì kiệt sức trước những lời bàn tán từ dư luận. Vài ngày qua, loạt tên Trường Giang Nhã Phương nam em xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Mọi thứ xuất phát từ lúc nam em có những chia sẻ rất thật về câu chuyện đang gây xôn xao giữa cô và Trường Giang. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài. Cả hai đã có khoảng thời gian 30 ngày mà theo cô là rất hạnh phúc. Chẳng những thế, cô cảm thấy như nghiện Trường Giang và luôn muốn gặp anh vào 3 giờ chiều mỗi ngày. Người đầu tiên cô nhắn tin trong ngày là anh và người cuối cùng cũng là anh. Chưa dừng lại ở đó, Quế Vân, người được xem là chị em thân thiết với nam em, còn vừa lên sóng tiết lộ hàng loạt bí mật trong chuyện tình cảm của nam em Trường Giang. Cô cho hay, Trường Giang từng muốn có được sự trinh trắng của nam em, nhưng đã bị Hoa Khôi từ chối. Sự việc này đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy sốc. Về phía nam em, sau scandal dữ dội này, cô phải nhận lấy hàng loạt tin nhắn bình luận miệt thị từ mọi người. Hầu hết khán giả không thể chấp nhận việc cô có tình cảm với người đàn ông đã có bạn gái. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng nam em đang cố tình dựa hơi Trường Giang để PR cho sản phẩm của cô. Không chịu được áp lực, nam em đã suy sụp và dẫn đến phải nhập viện. Mới đây, một người em thân thiết với nam em đã đăng tải bức ảnh nằm viện hiếm hoi của người đẹp. Facebook này viết, giây phút nhìn chị như vậy, mọi thứ như vỡ vụn. Tại sao tình yêu có thể khiến con người ta điên cuồng đến như vậy? Điều bạn cảm thấy bất lực nhất chính là thấy người thân mình nằm đó mà mình không thể làm gì được. Tại sao khi yêu một người mà chính miệng người đó xác nhận họ độc thân
đã chia tay thì có gì là sai? Lúc họ chia tay, họ không công khai. Thì lúc chị công khai, họ mặc định chị là người thứ ba ư? Tình yêu không có lỗi. Lỗi do chị yêu nhầm người không có trách nhiệm. Bây giờ ai có trách chị cũng được, lợi dụng chị cũng được. Chị vẫn ở đó bình an là được. Quế Vân từng chia sẻ rằng, lý do tôi có mặt tại đây là vì ngày hôm kia tôi gọi cho Nam Em, nhưng Nam Em không nghe máy. Thậm chí Nam Em còn bảo tôi cô ấy muốn chết. Tôi đã khuyên Nam Em rất nhiều, thậm chí tôi còn khuyên em ấy đi tu cho tịnh tâm. Cả ngày hôm qua, tôi không thể gọi cho em ấy được, nên hôm nay tôi ở đây để kể toàn bộ sự việc với mọi người. Mong quý vị sẽ hiểu và chia sẻ hơn. Quế Vân, nếu là Nhã Phương, tôi sẽ rất xấu hổ về Trường Giang. Nếu là Nhã Phương, tôi sẽ rất xấu hổ vì người bạn trai này. Sau khi đã làm ra nhiều chuyện như thế, nếu tôi vẫn làm đám cưới với người này, tôi không thấy hãnh diện, Quế Vân khẳng định. Những ngày qua, Nam Em trở thành tâm điểm làng giải trí sau khi công khai tình yêu trong bóng đêm với Trường Giang. Lời thú nhận 30 ngày yêu tưởng chết với chàng hề xứ Quảng của người đẹp miền Tây đã nhận được sự đồng cảm của Quế Vân, người từng nhận là bạn gái cũ của anh. Sau khi bốc bài tán gái trăm lần như một, cùng lời cảnh báo Trường Giang, nữ ca sĩ gốc Hà Thành tự nhủ, quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Tuy nhiên, khi tự nhận thấy Trường Giang rất nguy hiểm, mọi cô gái phải cương quyết tránh xa, Quế Vân quyết định nói một lần cho rõ. Tham gia talk show lần đầu kể thật trên báo, trưa ngày 23 tháng 3, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã bày tỏ suy nghĩ của mình về scandal tình ái liên quan tới người cũ và đàn em. Cho biết từng có 2 năm chung sống với Nam Em, Quế Vân cho hay, có thể cả nước này không biết về Nam Em, nhưng tôi là người rõ nhất. Nam Em là một cô gái vẫn còn chân trắng, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác. Nam Em luôn sợ phải trao sự chân trắng cho đàn ông khi không có đủ niềm tin. Cảm thông với Nam Em, Quế Vân cũng chia sẻ buồn vui quanh mối tình cũ với nam danh hài Đức Quảng. Lúc đó tôi gặp Trường Giang ở một game show truyền hình. Lần đầu gặp, cả hai đã nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường. Sau nhiều lần trò chuyện, Trường Giang rủ tôi lên Đà Lạt chơi. Trong trường quay trên đó, Trường Giang công khai thể hiện tình cảm với tôi. Tại đây, chúng tôi bén duyên nhau. Kể về mối lương duyên với Trường Giang, giọng ca và em biết cũng tiết lộ tính cách của tình cũ. Theo đó, Đào Hoa là tính cách được nữ ca sĩ nhận định về bạn trai Nhã Phương. Minh chứng cho suy nghĩ của mình, nữ ca sĩ Anh Về Đâu kể lại, tôi hiểu cảm giác của Nam Em ngày hôm nay. Trường Giang là một người đàn ông rất hiểu tâm lý con gái. Sau nhiều lần tâm sự qua lại, tôi được Trường Giang mời đi xem hài. Tôi rất vui khi Trường Giang vừa diễn trên sân khấu, vừa đưa mắt xuống khán đài nhìn tôi trìu mến thay vì nhìn khán giả. Tôi rất vui vì thấy mình là quan trọng nhất. Đến một lần khác, tôi lại được mời đi xem. Đang tâm trạng vui, tôi bị hụt hẫng vì Angela Phương Trinh cũng được mời vào vị trí ngay bên cạnh. Hóa ra khi ấy Trường Giang chuẩn bị đóng phim với Angela Phương Trinh. Tuy nhiên hôm nay khác hôm trước, vì khi Trường Giang lên sân khấu, chỉ nhìn xuống Angela Phương Trinh mà không nhìn tôi. Lúc ấy tôi rất buồn và ra xe đi về. Một lần khác tôi giận Trường Giang, vào một ngày khi anh ấy muốn công khai, chúng tôi hẹn những người bạn thân biết câu chuyện để ra mắt. Ngày hôm đó đến nhà một người bạn của tôi. Cô bạn gái ấy của tôi rất xinh đẹp. Trước khi đến nhà bạn gái ấy, Trường Giang rất yêu thương tôi. Anh ấy nấu ăn cầm tay dắt tôi. Nhưng khi vừa vào đến nhà của người bạn, thấy cô ấy đẹp nên Trường Giang hoàn toàn chỉ quay sang nhìn và khen bạn tôi là em đẹp quá, anh hâm mộ em. Hơn một tiếng Trường Giang chỉ tập trung vào bạn gái đó mà quên mất Quế Vân đang ngồi bên cạnh. Chứng kiến như vậy tôi buồn lắm, tôi thắc mắc tại sao người đàn ông này lại như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị cảm xúc như thế, bạn gái đó và tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy xấu hổ cho tôi. Sau đó mọi người bảo tôi đi về, nhưng Trường Giang lại không muốn. Anh ấy muốn ngồi lại để ngắm người bạn gái của tôi rất bực mình và buồn. Thế nhưng khi vừa ra ngoài đóng cửa lại, Trường Giang đã cầm tay tôi ngay, lúc đó tôi hất tay Trường Giang ra. Tôi giận vì bây giờ đã nhìn ra sau khi chứng kiến tất cả điều đó. Tôi không hiểu tại sao tốt với Trường Giang mà lại có cái kết như vậy. Tôi đã bị tổn thương rất nhiều, vì thế tôi mới chọn cách đưa tất cả mọi thứ ra công khai, như vậy cho mọi người thấy. Công khai sự tổn thương, Quế Vân cũng vén bức rèm bí mật sau những hạnh phúc
của tình cũ và bạn gái nhà Phương. Tôi có thắc mắc về những lần xuất hiện cùng nhà Phương khiến tôi buồn. Trường Giang cho biết tất cả điều đó là để chiều lòng fan, chỉ vì showbiz nên anh và nhà Phương mới sánh đôi đi với nhau như vậy. Không thể nào làm khác được, ý Trường Giang nói là anh ấy không yêu nhà Phương, nữ ca sĩ cho hay. Từ những gì thuộc về chuyện của mình, Quế Vân bày tỏ quan điểm khi đặt mình vào vị trí của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ sau khi xảy ra chuyện với tôi, Trường Giang đã thay đổi, sẽ bù đắp và yêu thương nhà Phương. Thế nhưng tôi không ngờ, 2 năm sau người em của tôi lại phải chịu nỗi đau tương tự. Tôi sẽ không lấy người đàn ông như vậy sau khi chứng kiến những gì đã trải qua, bởi vì còn gia đình, xã hội cùng nhiều thứ khác. Nếu là nhà Phương, tôi thấy rất xấu hổ vì người bạn trai này. Sau khi đã làm ra nhiều chuyện như thế, nếu tôi vẫn đứng trên khán đài làm đám cưới với người này, thì cảm thấy không hãnh diện. Tuy nhiên, nếu nhà Phương vẫn bước qua được, thực sự tôi nể phục cô gái này. Cuối cùng, Quế Vân gửi lời nhắn nhủ tới tình cũ Trường Giang. Sau khi nghe những lời này, có thể anh sẽ ghét và căm hận tôi. Thế nhưng tôi mong rằng anh sẽ thay đổi tâm tính, anh cố gắng thay đổi sự đào hoa và không nên làm bất cứ người con gái nào tổn thương nữa, Trường Giang ạ.